Phải nói là thật ra ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến Manta là em đã yêu cái hòn đảo này rồi, rất là thích. Nhịp sống thì sôi động, dễ chịu, mà biển địa Trung Hải thì xanh và trong vắt luôn. Em rất là thích không khí trong lành, kiến trúc độc đáo ở đây. Phải nói là kiến trúc hiện đẹp, em rất là thích kiến trúc. Có nhiều lý do khiến em muốn chuyển đến sống ở châu Âu, nhưng mà cái lý do đầu tiên, ưu tiên nhất của em là về giáo dục. Tất nhiên là em cũng nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhưng mà cộng đồng người Việt ở đây thì đang phát triển rất là nhanh chóng. Mọi người bắt đầu mở tiệm quán, rồi kinh doanh, mua nhà, thuê nhà. Và cái việc mà lâu lâu cũng gặp gỡ và được nói tiếng Việt với nhau làm cho em cảm thấy là đỡ nhớ nhà rất là nhiều, cảm thấy mình như ở nhà. Sống mới ở Manta, tức là để mà bắt đầu cuộc sống mới ở Manta đối với em thì nó từng là một giấc mơ mà nếu không có sự hỗ trợ của các bạn ở Latitu thì chưa chắc là nó đã thành hiện thực sớm như vậy. Mình là Lan Anh, mình đến từ Hà Nội và hiện tại mình đang sống ở Manta.